lấy nhà nào chú ơi. Dạ con chào bác ba. Dạ, dạ. Biết mình hôm nay là mình nấu bao nhiêu phần khác cho bà con không bác ba? Nói chung ra ngày nào cũng cũng vậy, 2000 mấy trở lên nằm không có dưới. Bây giờ anh chị cô bác người ta xa gần người ta cần quá. Anh đứng hóng môn á, nghe nó mà mình nó xin mà mình đồng ý mình cho nha, nó mừng một cái nha. Họ không cần cái gì cho miễn có cơm ăn được rồi. Thấy tội ghê luôn á. Thì trưa nay cho chảnh 280 phần. Dạ. Hóng môn. Dạ. Rồi cơm. Dạ. Gà tàu mặn. Canh gì thôi. Dạ. Thì chia sẻ đầu này đầu kia thì cho đều. Dạ. Thì cũng 2000 mấy. Dạ. Từ bữa dịch giờ thì mình cũng nhờ rau củ quả hay là mình nhập về thôi, có không bác ba? Cũng có đủ xài chứ không có dư được. Dạ. Tại vì nó hút quá, rau củ thì nó hơi hút thì nó khan hiếm, hiếm lắm. Dạ. Bây giờ chỗ nào có là bác ba mua liền luôn. Qua là chỗ nào có là cứ việc qua. Dạ. Bây giờ đừng nói gì mà cá nè, bây giờ muốn mua không phải dễ đâu. Dạ. Đó, nậu mà thịt gà đó là rẻ nhất đó em biết. Bây giờ đâu có ấy đâu mà tôi phòng thủ. Bây giờ tôi dặn ở Bình Dương á, nó giao mỗi buổi sáng 4 giờ mấy 5 giờ sáng là giao cho tôi 200 ký đều đều vậy đó. Dạ. Chứ để lỡ mà nó hụt một cái là không có cho anh ta. Dạ. Bây giờ mấy cái tủ là cứng hết rồi đó, dự trù vậy đó mà còn không thể. Chị bây giờ gà là vậy, mua dễ nhất thôi hả? Chỉ có gà thôi. Dạ. Mà gà đó là mình chỉ quen á. Dạ. Chứ còn mà lớn ở thành phố này là vô phương mua rồi đó. Dạ. Mì gói á, em biết ở cái xưởng mà sản xuất mì á, nó không có giao cho mình, mà giờ nó có được bao nhiêu là nó giao cho mình bao nhiêu thôi, chứ nó không có cho người khác. Công nhân thì ít, không hiếm công nhân mà không có người làm. Bây giờ mì á, bây giờ là chỉ nó ra cho mình được bao nhiêu trăm gói là nó giao bao nhiêu thôi, chứ nó không có hứa nhiều nữa. Dạ. Giờ tất cả các mặt hàng đều khan hiếm luôn bác. Hiếm luôn, gạo em biết hai bữa hôm vừa đầu này đầu kia hết 20 mấy tấn rồi, tôi mua thêm 10 tấn nữa mà nó mới có giao có 5 tấn à. Dạ. Vậy chứng tỏ là bắt đầu hút hàng luôn. Nó hút nó hà ấy lắm. Rồi họ đồn dịch, rồi họ đồn ví dụ gì đó, ôi rồi họ khen họ mua không có quá chừng nó đổi mà dốt buộc đâu có đâu. Bây giờ mà muốn mua bao mua bọc cũng cần ai đó. Dạ. Mà mua giá mắc nữa mà nó ngay mình chờ mà mình phòng thủ là không có thiếu. Tôi cái nào tôi tính trước hết, tôi trừ hao hết trơn đó mà còn muốn hụt á. Dạ. Sáng này cho nó giao
200 kg gà ngon còn tươi, gà mới. Tôi thấy gì tôi dặn tên ngày mai sáng mai cho tôi 200, mỗi ngày cho tôi thêm 200. Mà cái giá nó mềm hơn ở đây. Ở đây bán 36, có chỗ 37, 38. Mà không có gà, mà gà cũ á, nó để đông lạnh quá cái nó teo nó không còn, làm như không còn thịt. Ở Bình Dương ở nó giao tôi thịt, tôi thấy ngon ghê. Tôi nói giờ mỗi bữa cho tôi 200 cái gì tiếp tục hoài. Gà mới đó, nó còn thịt nó ngon. Cái giờ chỉ còn còn cái con đường đó thôi. Đến mùa cá mà nó chưa trả lời. Nó nói cá bà xa 40.000 mà không biết có không, họ chưa trả lời. Mình tính mua bữa nay mình cho gà mau, mình cho cá để đậu món người ta dễ ăn, mà họ chưa trả lời. Cảm ơn bác. Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị. Dạ hiện tại em đang có mặt bên Đức Cơ Phước Thiện. Dạ thì sáng ngày hôm nay thì bà con đến vô cơm, mọi người chung tay nhau vô những phần cơm để ấp nghĩa tình, để mà phát cho bà con nghèo, bà con vô gia cư, những bà con vùng bị cách ly. Dạ thì số lượng ngày hôm nay thì sáng nay thì em có hỏi bác Ba cũng như là anh Đức Trưởng, thì anh Đức Trưởng thì thường nấu những phần ăn để mà vào những cái hộp cơm. Thì bác Ba có chia sẻ là sáng nay thì nấu số lượng là trên là 2.500 phần. Thì trước mặt cả nhà đây là bà con đến phụ bếp cơm để mà vô những hộp cơm cho bà con của mình. Và đây là những cái túi cơm đã vào sẵn rồi. Thì một tí nữa thì em sẽ tiếp tục em nhận cơm, em phát cho bà con lớn tuổi, những cụ bà lớn tuổi, những người vô gia cư. Em sẽ chạy xe dọc những cái tuyến đường. Thì mấy ngày nay thì em đã đi mấy tuyến đường rồi. Thì mỗi ngày thì em sẽ đi mỗi tuyến đường khác nhau để tìm cũng như là xem cuộc sống của bà con nhiều nơi khác nhau, những người vô gia cư hiện tại ở Sài Gòn như thế nào. Thì em dùng những hộp cơm đầy ắp nghĩa tình của cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng bác Ba Trầu cũng như là bếp cơm Phước Thiện. Dạ thì ngày hôm nay thì sẽ là nấu là cơm gà. Cơm gà gồm có canh và thịt gà kho và một chai nước suối để phát cho bà con. Dạ thì mấy anh thì sau khi mà mỗi người mỗi công đoạn, mỗi người múc cơm rồi cột phun rồi cho thịt vào túi, rồi tới mấy anh thì sẽ đem cơm chắc vào. Thì mỗi mà túi này thì là 30 hộp cơm. Hello anh Trọng. Anh Trọng sáng nay qua bên phụ bếp cơm hả anh Trọng? Dạ. Dạ thì sáng nay thì anh Trọng qua bên bếp cơm để mà phụ mấy chị mấy anh vào những phần thức ăn để mà phát cho bà con của mình. Dạ thì anh Trọng đang đến chị thì sáng ngày thì anh Trọng qua phụ với mấy cô vô những phần cơm. Anh Trọng sẽ cột phun lại. Dạ.
Giao gạo trước ba. Giao gạo bây giờ đang lại là dạ đây là tủ nấu cơm anh chị, thì mới nấu tăng cường. Dạ này nấu tăng cường anh hả? Dạ anh cảm ơn anh ạ. Rồi anh mới bán được cái điện thoại hả? 700. Dạ cũng mừng. Gà ngon quá. Dạ cơm gà ăn hết sảy luôn cô, con cũng hái ăn cơm gà lắm. Cơm gà mà gà mà kho sả hay gà kho gừng sả ớt gì đó. Dạ bây giờ có cơm cơm mà ăn ngon lắm đó. Ăn rôm chưa nhỉ? Dạ. Sáng em ăn mì tôm. Em ăn mì hảo hảo. Hảo hảo luôn. Sáng anh cậu ăn uống gì chưa? Có ăn rồi, ăn chua cay. Dạ. Sáng em cũng định ăn mì thì mì giống anh á. Mà tại em có mì hảo hảo với mì chua cay mà ăn hảo hảo trước. Sao? Chua cay nó rẻ hơn. Dạ. Hảo hảo thùng nó hơi mắc hơn chút thôi. À. Em chỉ mua có hai gói à? Khoảng 100 thì nó rẻ. Dạ. Dạ. Em cũng không biết nữa. Em mua vậy thôi à? Vô nước sôi nè. Nước sôi. Ồ, thơm quá. Thơm như thịt gà. Dạ. Thịt gà chứ gì nữa. Dạ thì sáng hôm nay thì em qua em cập nhật bếp cơm và những phần cơm phát cho bà con mình, thì anh Trọng cũng qua để mà phụ mấy cô chung tay một phần nhỏ của anh Trọng để mà làm những hộp cơm để ấp nghĩa tình phát cho bà con của mình. Và sáng hôm nay thì cũng có ba nuôi của anh Trọng đang ngồi đây, thì bác ba đang ngồi ăn trầu. Thì bác ba thì theo em được biết thì bác ba sáng tầm khoảng 4 giờ 4 mấy thì bác ba đã có mặt tại bếp cơm của mấy anh chị. Thì không khí bà con đang háo hức vào những hộp cơm để mà phát cho bà con của mình. Vô hình. Dạ, này nó ngoài không khí nha. Vô hình, vô ông đi trồng văn đi. Dạ. Ông lo đi trồng văn đi, ông cười nhán lửa luôn á, nó vô quá. Dạ, đúng rồi.
Tại vì không có ngăn nó cô nó hít không khí hơi nhiều hơn. Dạ, cô nhiều quá nè, cỏ rồi đó. Dạ. Bỏ bớt rồi đó đi. Hôm bữa con đi tắm sông đó, con hóng xuống sông đó. Hãy học cha cá không. Đó cho qua nè. Anh Trọng là hôm nay anh Trọng cảnh anh Trọng qua phụ hả anh Trọng? Mới mua đồ ăn cho mấy đứa nó rồi đó. Dạ. Yeah. Qua tiếp. Dạ. Yeah. Để nó thích chịu nó có nó đồ ăn. Dạ. Yeah. Cũng như là nhà lo nhà trăm người mới qua đây ha. Rồi.